Rồi sau khi các bạn cài đặt xong thằng Node.js ấy, thì việc tiếp theo của các bạn sẽ là cài đặt thằng gọi là thằng Angular CLI npm install. Các bạn nhớ kiểm tra phiên bản của mình trước nhá. Node-v này. Rồi, bây giờ thầy muốn sử dụng thằng cái này do máy của thầy thôi. Thầy sử dụng 12.16.1. Rồi. Cứ coi như các bạn đã cài đặt nốt xong nhé. Bây giờ các bạn sẽ phải sử dụng cài đặt thằng CLI này. npm install trừ g global. Rồi đến thằng Angular CLI. Rồi. Chờ một chút để nó tải lại nhá. Các bạn chờ chút. Rồi. Rồi sau khi cài đặt xong thì các bạn thấy là đây là thông báo là tất cả nó package ở trong này luôn. Ok nhỉ? Rồi bây giờ thầy sẽ vào trong cái Visual Studio Code, các bạn cài cái thằng Visual Studio Code lên nhá. Phiên bản nào cũng được. Rồi sau đó là gì? Thầy sẽ open ra cái folder mà thầy muốn chứa source code này. Ví dụ thầy muốn chứa thằng này. Angular đây. Được chưa nhỉ? Rồi bây giờ thầy sẽ làm sao tạo ra sử dụng thằng Angular CLI mà vừa xong mình cài ấy. Nó có hỗ trợ một cái thằng ng đây trừ help để kiểm tra xem là nó có những cái gì. Rồi ng trừ help thì nó sẽ có đấy, generate tạo ra module hoặc là file gì đó này, đấy, run này, trong ng server để build build website này. Thì bây giờ thầy sẽ tạo ra một thằng gọi là một project mới. Clear này. ng new pt 14305 enter. Đó, các bạn đã thấy là nó có sẽ hỏi là bạn muốn sử dụng Angular Routing hay không? Có. Sau này thầy sẽ dạy cái phần Angular Routing. Thứ hai, muốn sử dụng CS hay SCS? Rồi, thầy muốn sử dụng cái mới một tí. Thì các bạn thấy là nó đang tạo này. Rồi, chờ một lúc thì các bạn thấy là cái source code này đã được cài thành công rồi đúng không? Nó bảo success đây này. Là chúng ta đã cài thành công rồi. Rồi việc chúng ta là gì? Khởi tạo là chạy cái thằng project này. Thì việc của các bạn này hiện tại bây giờ trong folder của thầy là đang vào thằng Angular này. Việc của thầy sẽ phải truy cập vào trong gì? Folder này, PT14305 hoặc 143 này, tab một cái ra này. Tab phần nữa này. Đấy, 14305 enter clear. Thế bây giờ lúc ấy thầy đang gì, thầy đang ở trong cái folder này rồi đúng không? Lúc ấy thầy mới bắt đầu chạy câu lệnh s ng server trừ trừ o. Đấy, đấy cái bước này thì hỏi Google đấy, à cái analytics không cần, không muốn report analytics luôn. Rồi nó báo của thầy đang báo này, thầy có một website khác nó đang chạy ở cổng 4200. À hóa ra là thầy có một cái bus này khác này, thầy xóa này đi. Thầy đang có một cái project khác đang chạy rồi, thầy tắt nó đi nhá. Ctrl C để tắt dừng lại server này. Rồi. Thầy back lại. Thầy đang ở 14304 này. Rồi thầy back lại ra ngoài. CD 2 chấm. Sau khi back ra folder rồi thì lúc ấy thầy sẽ truy cập ngược vào CD PT14305. Rồi, lúc này thầy đang ở folder PT14305 đúng không? Rồi các bạn sẽ ng serp trừ trừ oh. Nó bắt đầu khởi tạo dự án này. Chờ chút nó bắt đầu nó compile code, bắt đầu build code này. Đấy, sau khi build xong thì mặc định nó sẽ gì? Nó sẽ chạy ra một cái website cổng 4200 cho mình luôn. Đây là mặc định nhá. Và các bạn thấy là có cái lớp PT14305 đây. Đúng không? Và các bạn chú ý trong này. Muốn thay đổi được cái HTML của nó, cái giao diện vừa xong ấy, thì các bạn tập trung vào cái phần folder src này.
nó sẽ có folder app. Đó, đây là file HTML của nó. Thầy xóa này đi nhá. Xóa tất cả file HTML đi. Thầy cho thẻ P vào. Hello, Angular. Save lại. Đó, và tự động nó sẽ build luôn. Không cần phải reload lại nhá, nó tự động auto reload luôn. Các bạn thấy không? Vâng, ok.